Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở số 2 thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tại phường Thanh Khê Tây quận Thanh Khê báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ việc thực hiện quy chế dân chủ tại phường đã nâng cao được nhận thức và phát huy tốt quyền làm chủ của đảng viên công chức người lao động thực hiện tốt việc công khai minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định về kỷ cương kỷ luật và thực thi pháp luật thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức người lao động qua đó đã thúc đẩy làm thay đổi phong cách lề lối làm việc tích cực phòng ngừa tốt quan liêu tham nhũng sách nhiễu và các hành vi sai trái khác góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh qua các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố lê minh trung đề nghị phương tiếp tục ra soát sửa đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền đô thị tăng cường vai trò người đứng đầu trong nắm tình hình sát cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân chăm lo đời sống cán bộ công chức trong cơ quan